Help me, help me. Wow, có rất là nhiều chú khủng long và động vật đang bị nhốt trong lồng này các bạn ơi. Wow, trong khu rừng này rất là đẹp. Oh, nguyên một bầy khủng long Triceratops con ba sừng đang ở đây. Con nhỏ nó đói bụng mà nó xin đi ăn. Điên đi ăn cỏ kìa các bạn ơi. Wow, khủng long ba sừng đã bị ngã thành xương rồi các bạn ơi. Xuất hiện một khủng long ba sừng. Nó đang rất là tức giận. Wow, nó đã cùng hạ gục được khủng long Tyrannosaurus, khủng long bảo chúa rồi. Và bây giờ nó sẽ đi giải cứu tất cả những động vật và khủng long đang bị nhốt ở trong một cái lồng này. Wow, nó cũng nè. Cái lồng đó mở ra rồi và rất là nhiều đồ chơi khủng long cũng như là thú động vật hoang dã đã rớt xuống đất, nằm lai láng ở trên đất hết các bạn ơi. Quá trời đồ luôn. Wow, các bạn thấy giờ khủng long lằn hai mang, khủng long đầu cụm nè con. Đây chính là một con khủng long đầu cụm đây các bạn ơi. Wow, Bachycephalosaurus nó đang đấu với con Velociraptor. Wow, bỏ vô rổ thôi, mình sẽ lụm thật là nhiều. Ôi, con này chính là con khủng long hai mang đây. Rất là đẹp nha. Cái miệng nó có thể cử động, cái đầu lắc, cái tai nó cũng có thể lắc luôn. Nó tên là Dilophosaurus. Nó đang đấu nhau với một con khủng long ăn thịt khác, 3-1 đấy các bạn. Rồi, bỏ vô rổ thôi. Còn con này chính là một con khủng long sống theo bầy đàn. Nó tên là Deinonychus các bạn. Đó, nó màu xanh thấy không? Nó nhảy lên lắm. Gặp cái con khủng long màu đỏ kìa. Khủng long màu đỏ chính là Carnotaurus. Wow, mới còn đông, bỏ vô rõ luôn. Đây chính là chú khủng long Velociraptor. Wow, cái miệng kìa, cái miệng há lên kìa. Dí cái con khỉ cầm chì. Chạy đâu em ơi. Rồi, đã bị dí rồi các bạn ơi. Khủng long này nó 6 anh 7, nó săn hay bày ghê lắm. Rồi, bỏ vô rổ thôi. Cái găng tay đồ chơi đầu khủng long Triceratops các bạn. Quá đẹp luôn. Có thể cử động. Triceratops đang cùng nhau với khủng long bảo chúa. Rồi, hất bay luôn. Khủng long bảo chúa quá mạnh luôn. Bỏ vô rổ. Đây là một chú Triceratops Lego. Đó, khủng long ba sừng, nó có hai cái sừng dài và một cái sừng ngắn ở ngay cái lỗ mũi. Đó, nó hai sừng dài nó sẽ hút rất là mạnh nha các bạn. Rồi, phải vô rổ luôn. Còn đây chính là hai chú khủng long mini, đó, khủng long con. Ba sừng, một con rất là màu đỏ rất là ngầu. Ôi, còn lại đây là một tiếp là chú khủng long ba sừng nữa các bạn. Đồ chơi này rất là đẹp luôn. Còn đây mà một trong những chú khủng long ba sừng nó có khớp nha. Cái đồ chơi này nó có khớp và nó lắp được cái đầu, có thể tháo rời cái đầu ra được luôn. Bỏ vô cái rổ luôn. Là con khủng long gì đây? Chính là khủng long bạo chúa Tyrannosaurus. Rồi chúa kìa, thấy ghê không? Đéo cắn lộn với con Carnotaurus. Wow, quá dữ luôn. Là bọn chúa quá mạnh. Wow, bỏ vô rổ. Và đây là cái găng tay khủng long bạo chúa màu xanh. Quá dữ luôn. Nó đang đấu với một con Spinosaurus.
Hai con này là một trong những loài động vật khủng long sống rất là lâu rồi và nó khả năng săn mồi rất là đỉnh. À, đây là chúa sơn lâm của khu vườn, đó chính là con sư tử đó các bạn. Giờ nó đang đi vòng quanh trong cái khu vườn của mình rồi bỏ vô cái rổ. Đây chính là chú khủng long Spinosaurus này các bạn. Đó, đấu nhau với khủng long Tyrannosaurus. Wow, hai con gà. Wow, đã bị hạ gục rồi. Bỏ vô cái rổ thôi. Đây là khủng long cổ dài Brachiosaurus. Nó sẽ rất là to lớn nha các bạn. Cái chân nó rất là to. Đây chính là con hươu. Chú hươu thì rất là hiền lành và ăn cỏ ăn thực vật thôi, sống rất là hòa bình trong khu rừng. Còn đây chính là loài khủng long màu trắng cực kỳ quý hiếm, đó chính là Indominus Rex. Ha mày nghe mà, khủng long Lego đẹp chưa? Wow, nó đang đấu với con Ankylosaurus các bạn. Wow, hiểu quá. Đây chính là chú khủng long mini Stegosaurus. Đang tự vệ bằng cái đuôi, quật cái đuôi để chống lại đối phương các bạn. Là đây là một con mini của khủng long mini nhỏ Pachycephalosaurus. Lại thêm một chú Ankylosaurus mini nhỏ, rất là đẹp, đồ chơi nhỏ nhưng mà rất là đẹp bạn. Đây cái đuôi của nó là nó có cái cục đó. Đó các bạn thấy không? Nó có cái cục, nó sẽ dùng cái cục ra để tấn công lại cái đối thủ của nó. Nó quật rất là mạnh. Đây là một chú cá sấu. Cá sấu nhỏ thôi. Cho cạp được thấy không? Rất là bóng bẩy đẹp nha. Cái chơi cái đồ chơi cục thịt của nó các bạn. Bỏ vô. Đây là một loài khủng long gì các bạn không? Cũng là một loài khủng long cổ dài. Nó rất là giống Brachiosaurus nhưng mà nó không phải là Brachiosaurus. Cái con đó chính là Brontosaurus. Đây Brachiosaurus là cái chân nó bự rồi thấy không? Còn cái bên này là nó chân nó rất là nhỏ. Đây là khủng long mini T-Rex. Tiếp tục, đây chính là con khủng long màu gà Monolophosaurus. Còn đây là con bạch tuộc mini siêu nhỏ, siêu dễ thương. Thằng lằn bay rồi các bạn, Betanodon rồi các bạn. Thằng lằn bay quá to luôn, rất là nhiều thằng lằn bay đang ở đây, nó bự quá trời luôn. Bỏ xuống. Đây là một chú khủng long thích cụm đầu và nó kêu Parasaurolophus. Nó đang đấu nhau với một con bọ cạp, vua bọ cạp khổng lồ các bạn. Thời tiền sử là đó, thời tiền sử là nó những cái con vật rất là to. Một chú rùa nhỏ nhắn xinh xắn đang đi bộ chậm rãi trong một khu vườn. Thì rùa làm sao mà đi nhanh được. Bỏ vô rõ thôi. Còn đây là con gì? Đây chính là con báo. Con báo với tốc độ cực nhanh và leo cây cực giỏi. Nhưng mà con báo này nó đang buồn ngủ rồi, nó nằm ngủ rồi các bạn. Chú hươu cao cổ thân thiện và dễ thương. Hươu cao cổ rất là cao, cái đầu cao của nó sẽ ăn được lá cây ở những ngọn cây rất là cao và có thể ăn những cái cây gai góc thoải mái một cách ngon lành, không bị sao cả. Đây là một chú thiên nga rất là đẹp. Thiên nga đang bơi trong hồ nước rồi các bạn. Rất là yên bình, rất là nhiều thiên nga ở đây luôn, có thiên nga trắng, thiên nga đen nữa. Còn đây là hà mã. Hà mã các bạn. Hà mã cái mỏ nó to và nó có thể cạp rất là nhiều đồ ăn. Nó cạp nó ăn một lần một trái dưa hấu vẫn được luôn, rất là to. Bỏ xuống.
đây chính là con khí độc. Và đây là con khí độc đang ngồi và nó đứng lên rồi. Đó. Bỏ xô thôi. Một chú ngựa vằn nhỏ nhỏ, lùng các bạn, con này ngựa lùng nè. Nó đang chạy kìa, ôi chạy nhanh ra, một con ngủ một con chạy. Chạy xuống cái hồ, uống nước ha. À, nó chạy xuống hồ để nó bơi tắm rửa cho mát mẻ các bạn ơi. Quá đã luôn, bỏ vô rổ. Còn đây chính là cái lồng đã nhốt tất cả những cái đồ chơi này lại. Đó, mình bỏ vô cái rổ luôn. Quá trời đồ chơi các bạn, tuyệt vời.